Kính thưa quý khán giả của báo Thương mại và Đời sống VN Media 2020 cũng như thân chủ trên Facebook và YouTube. Hôm nay cũng như hàng tuần, hai anh em chúng tôi vẫn tiếp tục chia sẻ đến quý vị trong cái chương trình live show ăn chay hàng ngày. Bên cạnh Thomas cũng vẫn một cái gương mặt chắc có lẽ quý vị cũng không thể nào quên được, đó là anh Nguyễn Hồng Dũng. Anh hiện đang là hiệu trưởng của trường cao đẳng Giáo thực dụng Phật giáo thực dụng đang tại ở cái vùng North California. Thì chúng tôi cũng cố gắng duy trì, dù rằng anh cũng rất là bận rộn trong nhiều cái vấn đề hiện tại của anh, nhưng anh cũng dành thời gian cho báo của chúng ta. Mời anh gửi lời đến quý độc giả đây. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Thomas Trúc, và trong mình càng ngày càng khỏe là vui rồi. Dạ, kính thưa quý khán giả khắp nơi, chúng tôi rất là hân hạnh trở lại với quý vị trong chương trình Ăn Chay Ăn Ngay để cùng chia sẻ những cuộc sống mà chúng tôi cũng đã từng trải qua. Thì đây cũng là một niềm hạnh phúc khi được ngồi nói chuyện với anh Thomas Trúc đến với tất cả quý vị trong những cái đề tài cuộc sống. Và hôm nay chúng tôi vẫn giữ nguyên cái chủ đề duyên và ngộ. Tiếp theo lần này là phần 2. Trong cái chữ duyên và ngộ, như lần trước chúng tôi đã giới thiệu sơ với quý vị, chữ duyên ở đây là những cái cơ duyên chúng ta gặp nhau, ngộ là những vấn đề chúng tôi ngộ nhận ra những cái cơ duyên đó. Thì hôm nay chúng tôi tiếp tục với một cái phần, có nghĩa là nó sẽ rất là thực tế hơn, là cái chữ duyên trong cuộc sống chung quanh chúng ta. Thì chúng tôi sẽ nói gọn thôi, bởi vì thời gian của tôi mỗi cái chương trình không có nhiều lắm, thì chúng tôi sẽ nói ngắn gọn lại trong cái cuộc sống thì nó hơi lớn, có nghĩa là trong cái những cái quan hệ về con người trong cái cuộc sống của chúng ta. Thì đó cũng là một trong cái phần đầu mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Thì như theo anh Hùng Dũng, trong cuộc sống thì chắc chắn là chúng ta gặp rất là nhiều người, phải không anh? Vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, ngoài ra chúng ta còn có gặp những đồng nghiệp, rồi ra ngoài nữa thì rộng một chút gặp cộng đồng, xã hội. Thì theo anh, cái chữ duyên này nó sẽ đến với một cái tính cách như thế nào? Xin anh nới rộng cái phần cái chữ duyên trong cái cuộc sống của anh. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Thomas Trúc. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một cái đại gia đình. Chúng ta có những cái sự quan hệ chung với những cái người thân mật quyến thuộc. Rồi lớn hơn nữa thì chúng ta có bạn bè ở ngoài xã hội, cũng như chúng ta ở trong một cái đất nước mà có một cái sự bình yên. Nói chung đó là chúng ta có một cái duyên lớn. Trước hết đó, cái duyên là chúng ta là người. Bởi vì thực tế mà nói, con người sinh ra là một sự khó khăn vô cùng. Để trở thành một con người nó không có đơn giản. Mà trong kinh Phật cũng đã nói rằng cả hàng ngàn kiếp như vậy mới trở thành một con người. Cho nên nếu mà chúng ta không có biết là cái con người nó khó khăn và nó quý giá như vậy đó, thành thử ra chúng ta sẽ phí phạm cái đời sống của chúng ta. Do đó đó, cái duyên để trở thành một con người và cái duyên để có được những thân bằng quyến thuộc, cái duyên để mà chúng ta có được một cuộc sống, đó là một cái cơ may rất lớn. Và khi mà chúng ta biết được cái cơ may rất lớn trong một cái xã hội mà chúng ta là người đó, thì càng ngày chúng ta càng phải đưa cái con người của chúng ta nó đi cái lên hướng thượng, tức là nó phải làm thế nào để tiếp tục là một con người thánh thiện, là một con người đẹp đẽ, là một con người hiền lương. Và cái duyên đó nó đã tạo cho chúng ta có được một cái nền tảng là một con người rồi đó, thì dĩ nhiên chúng ta phải làm thế nào để từ cái duyên này chúng ta phát triển đến những cái người chung quanh cũng hưởng được những cái hạnh phúc, những cái vấn đề tình thương, cũng như là những cái điều mà chúng ta đang trải qua như là một con người trọn vẹn. Do đó thưa quý vị, trước hết đó, cái duyên được làm người là một cơ may. Và nếu chúng ta là cái người đã ngộ ra đó, con người là một cơ may, con người là một cái kết quả hết sức là xứng đáng, và đó là một cái bước chân để chúng ta có thể tiến lên cao hơn, cũng là ở trong cái vai trò của con người gọi là nhân thừa đó, thì chúng ta phải từ đó mà làm thế nào để cái sự phát triển
trong cái hình thức của một con người càng ngày nó càng được thăng hoa, thì đó là cái duyên của con người chúng ta đối với chúng ta, đối với xã hội, đối với bà con anh em chung quanh chúng ta. Cảm ơn Hùng Dũng, anh đang nhấn mạnh đến khi mà chúng ta đã là một con người thì cái đó là một cái bao nhiêu kiếp để chúng ta trở thành. Thì trước tiên đây cũng là một cái điều hết sức cảm ơn Hùng Dũng. Chúng ta sinh ra bất cứ trong một cái điều kiện nào, trong một cái gia đình nào, trong hoàn cảnh nào, trước tiên chúng ta phải biết quý, bởi vì như anh Hùng Dũng vừa chia sẻ, chúng ta đã có duyên kiếp để trở thành một con người đã là một cái may mắn. Cho nên đừng bao giờ chúng ta cứ cảm thấy rằng sống ở một cái đất nước nào hay ở trong cái gia đình nào chúng ta cứ đổ lỗi cho nhau. Cái đó gần như chúng ta không nên, bởi vì mình sanh ra mình không có quyền lựa chọn gia đình, không có quyền lựa chọn một đất nước nào cả, bởi vì chúng ta là người được sanh ra mà thôi. Cho nên trước tiên chúng ta phải biết quý bản thân, và dù bất cứ ở một cái hoàn cảnh nào, một cái đất nước nào hay trong một cái gia đình nào, thì chúng ta luôn luôn phải đưa những cái ý tưởng cũng như cái xu hướng sống lên trên hàng đầu. Để sao? Để chúng ta không bao giờ trách hay là không bao giờ phải buồn khổ bởi vì chúng ta sanh ra. Chúng ta phải hiểu rằng cuộc sống bất cứ ở một hoàn cảnh nào, chúng ta đều có một cái hướng phấn đấu riêng và làm thế nào để trở thành một con người tốt. Chứ chúng ta đừng có nghĩ đến quá nhiều về vật chất, thì nó sẽ cảm thấy rằng cuộc đời này ai cũng khổ cả. Cho nên trong cái vấn đề tư tưởng và tâm linh của con người, nó sẽ giải thoát cho chúng ta rất là nhiều. Chính vì vậy anh Hồng Dũng đã chia sẻ cái điều này hết sức là đáng quý giá. Một lần nữa rất cảm ơn anh. Và theo như anh thì khi mình đã là một con người thì chắc chắn có rất là nhiều cái quan hệ, đúng không anh? Nhưng tại sao những cái quan hệ đó nó đến với mình? Có phải đó là một cái chữ duyên không anh? Dạ đúng. Kính thưa quý vị, tất cả cái cuộc sống này đó, nó là một cái kết quả do chúng ta hành xử. Bởi vì chúng ta biết rằng để trở thành một con người đó thì nó rất là khó khăn, bởi chúng ta phải nỗ lực trong cái thời trước đây để nó không có tạo những cái ác nghiệp. Bởi vì con người chúng ta ở trên đời này nó không chỉ là con người mà nó có 6 con đường. 6 con đường là trời, người, Atula, ngạ quỷ, địa ngục và súc sanh. Do đó nếu chúng ta trật chân á, tức là chúng ta làm nhiều cái điều ác nghiệp đó, chúng ta làm nhiều cái điều mà trời không dung đất không tha đó, thì chúng ta khó trở thành kiếp người. Dĩ nhiên là chúng ta làm những cái điều mà không có tốt đẹp thì bị những cái quả báo hiện thực như là luật pháp đã trừng trị. Nhưng mà ngoài ra đấy, thì chúng ta còn có cái nhân quả, đó là cái kiếp của chúng ta nó khó được trở thành một con người. Mà nếu có trở thành con người đi nữa, nó cũng không đầy đủ những cái lục căn, tức là không có đủ tai, đủ mắt, đủ tai, đủ chân. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ rớt xuống một cái cảnh giới nó tối tăm hơn. Cho nên hiện tại khi chúng ta đang ở trong một cái cảnh giới của một con người đó, thì chúng ta biết rằng giữa con người và con người chúng ta có những cái nhân duyên thù thắng. Ví dụ như là anh Thomas Trúc và cá nhân của chúng tôi, nó cũng có những cái nhân duyên hết sức là kỳ phù, tức là nó rất là đẹp mới có cái cơ hội ngồi lại với nhau. Chúng ta thấy rằng ở trên thế gian này đó, nó có hơn 8 tỷ người. Hơn 8 tỷ người đâu có phải ai cũng có thể gần gũi với nhau được. Cho nên khi mình đã thấy được những cái người chung quanh mình đó, là đó cái duyên. Mà khi mình đã biết cái duyên, mình phải ngộ ra đó là cái phước lành. Mà nếu gọi là phước lành thì chúng ta phải trân trọng từng giờ từng phút. Mà chúng ta trân trọng từng giờ từng phút đó, thì chúng ta phải đối xử trước hết là phải thành thật. Thứ hai là phải yêu thương. Thứ ba nữa là chúng ta phải chăm lo và quan sát với nhau. Và thứ tư nữa là chúng ta phải nhìn những người đó là những người quyến thuộc bà con của chúng ta, để chúng ta khởi cái tâm lo lắng, để chúng ta khởi cái tâm từ bi, để chúng ta khởi cái tâm đẹp đối xử với nhau. Thì cái ngộ của chúng ta nó nằm ở cái chỗ là chúng ta phải ý thức được con người của chúng ta nó ở trong cái hiện tại này, nó có nhiều cái sự giao tế như vậy, là nó có nhiều cái nguyên nhân từ muôn kiếp trước. Do đó chúng ta đã biết từ muôn kiếp trước thì chúng ta tại sao không tạo dựng để cho nó đẹp cho đến ngày mai. Cho nên cái quả ngày hôm nay nhưng mà nó cũng là cái nhân của ngày hôm nay, ngày mai. Cái quả ngày hôm nay là mình đã nhận được cái quá khứ, họ tạo cái nhân để cái quả ngày hôm nay. Nhưng mà cái quả ngày hôm nay cũng là cái nhân của ngày mai. Do đó chúng ta cứ tiếp tục trong cái vòng như vậy đó, thì chúng ta sẽ sống rất là đẹp. Còn nếu không, chúng ta không có chấp nhận cuộc sống này, chúng ta luôn luôn là phiền muộn, chúng ta luôn luôn chạy theo những cái vật dục,
dắt sắc tài danh thực thùy nhiều quá thì nó sẽ khiến cho chúng ta quay mắt cái đẹp mà chúng ta đang hưởng, đó là cái cuộc đời đang từ xa. Dạ, cảm ơn anh Hùng Dũng. Đúng vậy thưa quý vị, trong cái duyên và ngộ thì nó có cái nhân cái quả. Bởi vì sao, như anh Hùng Dũng vừa nói đó, chúng ta giống như trong cái câu này, trong cái kinh Phật, chắc lẽ đa số không phải là quý vị trong Phật tử mà biết cái cải dân gian, mọi người đều hiểu được, có nghĩa là chúng ta gieo cái hạt nào sẽ đạt được cái quả đó. Thì đó cũng là một trong những cái mà tại sao nó nằm trong cái chữ duyên. Bởi vì sao, khi chúng ta gieo cái quả tốt đó, thì chắc chắn cái duyên tế tốt, cái duyên lành nó sẽ đến. Cho nên đó cũng là một trong những cái ý niệm, những cái tâm niệm của mỗi một con người. Khi mình hiểu ra được cuộc đời này cái gì là đáng sống nhất, thì chính đôi lúc cái ngộ nó sẽ đi trước cái duyên, để rồi mình mới lại có cái duyên lành. Cho nên cũng đôi khi cái duyên nó đến rồi mới đến cái ngộ sau, nó cũng có những cái trường hợp như vậy. Nhưng nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta ngộ trước đó, thì cái duyên nó đến đó, thì là chúng ta nắm ngay cái cơ hội đó. Cái chữ ngộ ở đây thường thường nó đi sau, nhưng thật ra đó, khi chúng ta hiểu được, chúng ta trân trọng những cái điểm đó. Chẳng hạn như khi chúng ta gặp nhau, không biết họ là ai, nhưng mà một cái sự ngẫu nhiên gặp nhau, chúng ta phải đối xử với nhau bằng một cái sự tôn trọng giữa con người và con người. Tôn trọng với một cái tình thương, mình không có nên phân biệt bất cứ cái gì hết. Thì đôi khi cái ngộ đó nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái duyên lành. Cho nên cái duyên nó mới thành cái ngộ. Nhưng cái ngộ nếu chúng ta đi trước thì đó cũng là một trong những cái thiện duyên, và những cái duyên lành nó sẽ đi đến với chúng ta. Thì trong cái quá trình anh giảng dạy trên trường đại học, cũng như là trong cái quá trình anh điều hành một cái nhà hàng chay như vậy, chắc là rất là có nhiều, cũng như nhiều Phật tử, phải không anh? Yeah. Thì có đôi khi nào anh có cảm thấy rằng trong cuộc đời anh có những cái anh vẫn không ngộ ra được cái điểm mà cái duyên nó đến, không anh? Thật ra thì dĩ nhiên chúng ta không biết hết cái vận hành của vũ trụ đó. Yeah. Cuộc đời này nó muôn trùng và nó có nhiều cái bí mật mà chúng ta phải dùng cái tuệ nhãn thì chúng ta mới thấy được. Thường thường đó là đối với anh em chúng ta đó, thì chúng ta nhìn bằng con mắt, tức là nhục nhãn. Mà con mắt nhục nhãn thì chúng ta thấy, hiểu và biết qua những cái kinh nghiệm, qua những cái mà chúng ta có thể xác nhận. Nhưng mà trên đời này chúng tôi đã nói với quý vị rằng nó có nhiều cái điều hết sức là huyền diệu. Nó có nhiều cái điều mà mình chỉ cảm nhận chứ không thể giải thích. Có nhiều cái điều mà mình có thể là dùng cái sự suy tư và thiền định thì chúng ta mới hiểu ra, chứ còn không thì không thể hiểu ra được. Do đó thì thưa quý vị, dĩ nhiên là trong cái cuộc sống nhân gian này đó, nó có nhiều cái chúng ta đâu có nhận ra được hết được đâu. Nhưng mà cái sự đi của vũ trụ này đó, điều mà chúng tôi có thể tin tưởng mà không sợ sai lầm là có nhân thì phải có quả. Khi mà anh đã nói một lời yêu thương, anh phải nhận được một lời từ ái. Khi mà anh đã tạo ra một cái phước thiện thì anh sẽ nhận được những cái sự hỗ trợ của người khác. Mà nếu anh đã lỡ gây ra những cái nghiệp trước thì anh là cái người đầu tiên phải chấp nhận những cái đau thương và cái phiền não trước. Do đó đó, chúng ta biết được cái vận hành của vũ trụ như vậy thì chúng ta cố gắng làm thế nào để đi cho nó đừng có sai. Mà khi chúng ta đi với không sai đó thì dĩ nhiên trong đời này chúng ta đâu có biết cái nào là sai thật sự, cái nào là đúng thật sự. Tuy nhiên đối với cái kinh nghiệm bản thân, chúng ta phải thực tâm để mà suy xét rằng khi chúng ta làm cái điều đó, hay là chúng ta nói cái lời đó, chúng ta hành động một cái điều đó, nó có lợi cho mình, nó có lợi cho người và nó có lợi cho xung quanh hay không, thì cái điều đó nó là việc thiện. Còn nếu không, mình chỉ lợi cho mình mà thôi, còn không lợi cho người khác, mà không lợi cho nhân quần xã hội, không lợi cho môi trường, thì điều đó nó có nghĩa là nó chỉ là một sự ích kỷ và đó là một điều ác. Cho nên chúng ta nên dừng ngay lập tức, thì may ra chúng ta mới thấy được từng bước để từ đó chúng ta có thể tiến tu trên cái con đường mà chúng ta trở về với một nơi nào đó xa xăm của ngày mai, chúng ta không ân hận và chúng ta không sợ hãi. Yeah. Cảm ơn anh Hùng Dũng. Đúng vậy thưa quý vị. Thì cái đó là cái điểm mà vừa rồi Thomas cũng thưa với quý vị, cái chữ ngộ chúng ta nhận ra. Thì đôi lúc trong cuộc đời anh Hùng Dũng cũng vậy, Thomas cũng vậy, chúng ta cũng có thể mất đi những cái duyên tốt. Điều đó chắc chắn trong mỗi đời người đều có. Nhưng đôi khi chúng ta cảm nhận ra được điều đó và nó từ cái gì. Đôi lúc chúng ta sơ sài hay là qua loa một cái việc gì đó,
thì cái điểm đó trong cái tình thương của con người nó dễ làm cho mình mất đi một cái duyên lành. À, thật sự như là như vậy đó quý vị. Cho nên chúng ta luôn luôn trân trọng những cái gì xung quanh, cũng như chúng ta ngộ ra một điều là đôi lúc đó, như anh Hồng Dũng vừa chia sẻ đó, chúng ta nên nghĩ đến người khác trước, thì luôn luôn đó chúng ta sẽ đạt được những cái điều hạnh phúc nhất. Bởi vì sao? Chẳng hạn như quý vị đừng bao giờ cho những cái gì mà quý vị không thích hết á. Cái gì mà quý vị không thích á, thì quý vị thì người khác cũng không thích. Cho nên đừng bao giờ mình cho hay mình tặng những cái gì mà mình không thích. Rồi mình cũng đừng có bao giờ lấy những cái gì của người ta thích, bởi vì người ta đã thích, mình lấy không có được. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đó, lúc nào chúng ta cũng cho ra. Đôi lúc trước đây đó thì con người mình cứ nghĩ rằng mình cho người ta nhận là người đó hạnh phúc. Nhưng bây giờ với một cái xã hội nó đã đi lên những cái lĩnh vực cao hơn, một cái khoa học, một cái tâm lý học, cũng như trong cái quá trình của con người đó, thì người ta ngộ nhận ra một điều, cái người cho là mới là cái người hạnh phúc. Còn cái người nhận đó, họ chỉ hạnh phúc một cái lúc nào đó thôi, chứ chưa chắc gì họ đã thật sự hạnh phúc viên mãn. Còn cái người cho ra, khi họ cho được rồi đó, họ đã thấy hạnh phúc viên mãn rồi, và họ không cần biết cái kết quả gì nữa hết. Đó cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta hiểu là chúng ta nên cho ra, cũng như chúng ta nên buông bỏ những cái điểm mà không vừa ý mình, thì chắc chắn rằng cái duyên lành nó sẽ đến, phải không anh Hồng Dũng? Dạ đúng. Anh nói như vậy có nghĩa là anh đi sâu vào cái giáo lý gọi là tâm luôn không tịch. Có nghĩa là cái người cho là cái người rất là hạnh phúc. Đúng y như vậy. Và người cho không cần biết là cái người nhận phải trả ơn hay không trả ơn. Mà thực tế trong cái cuộc đời này đó, nếu mà quý vị cho ai bất cứ cái điều gì đó, mình cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui. Rất vui thứ nhất là có người để mà nhận. Chứ nhiều lúc họ có mà họ cho chưa chắc có người nhận. Cái người nhận đó nhiều lúc họ vì một cái hoàn cảnh chứ họ cũng tủi thân lắm. Yeah. Bởi vì họ cũng đâu có muốn họ nhận đâu. Cho nên chưa chắc là cái người nhận là vui. Nhưng mà cái người cho họ sinh ra cái tâm hoan hỷ, họ sinh ra được một cái tâm gọi là có thể cứu tế, hoặc là ít ra họ đã xả bỏ cái ích kỷ trong lòng. Bởi vì cho tức là một cái hành động bố thí thôi. Nó là một cái hành động mà mình đưa ra. Mà khi mình đưa ra đó là một cái hành động của cái sự trí tuệ. Yeah. Cái sự thông minh là nhận vô, nhưng mà cái sự trí tuệ là cho ra. Nó là một cái điều mà gọi là khi cho không cần biết cái người đó có là cái người mà mình phải biết hay không biết, hoặc đó có thể là biết hay không biết. Người ta gọi là tâm luân không tịch. Cho nên á, khi mà chúng ta đã có những cái hành động như vậy, quá thật chúng ta rất là hạnh phúc. Và hơn nữa, hạnh phúc thật sự khi mình có mình cho, bởi vì cái người mà không có lấy gì đâu cho. Nhưng mà còn một cái điều này nữa, sẵn cái đây thì nó cũng nằm trong cái chữ duyên và ngộ. Cái cho đó quý vị, đôi lúc chúng ta đừng có đánh giá trên cái đồng tiền. Chẳng hạn như trong một cái gia đình, thông thường cái điều này nó luôn luôn xảy ra trong một cái tập họ đó. Những người giàu đó, họ đi dỗ hoài, họ tới họ đóng góp 5-3 triệu, 10 triệu. Còn những cái người nghèo họ cứ nghĩ rằng tôi nghèo quá, tôi không muốn tới dự dỗ, rồi chẳng lẽ đóng vài trăm ngàn, vài chục ngàn. Quý vị đừng bao giờ quan niệm như vậy. Trong cái trí tuệ của cho đó, thì quý vị hiểu như thế này. Một người có 1 triệu, họ cho 100 ngàn, nó quá nhỏ đối với họ. Nhưng mà quý vị có 1 ngàn mà quý vị cho hết 500 đi, thì cái lòng của quý vị đó hơn hẳn cái người mà có 1 triệu cho 100 ngàn nha quý vị. Quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng tôi ít quá. Nhưng cái lòng của quý vị, cái trí tuệ của quý vị đi trước cái đồng tiền. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mặc cảm cái điểm đó. Chúng ta hãy cứ làm như những cái gì chúng ta thích. Đừng bao giờ nhìn cái số tiền để rồi mình phải tự mặc cảm với mình. Tự cảm thấy rằng là mình không đến. Nhưng mà mình không đến thì mình lại bị một cái rây rứt trong lòng. Là cũng chỉ vì mình nghèo mà mình không đến dự cái giỗ tổ hay là một cái chạc của gia tộc. Điều đó nó không đúng. Cho nên chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ như vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta có 1 ngàn mà chúng ta cho hết 500, thì cái trí tuệ của quý vị cao hơn cái vị 1 triệu mà cho có 100 ngàn. Họ cho có 1% mà quý vị cho tới 50%. Đó mới gọi là cái giá trị. Cho nên quý vị nhớ cái câu này không? Một miếng khi đói, một
gói khi no là vậy đó. Yeah, quý vị cho cả hàng triệu, hai ba triệu cho một cái người không cần thì cái cho của quý vị nó cũng dư thừa đi. Nhưng mà quý vị cho cái người lúc họ cần nhất, dù chỉ một đồng hai đồng nó vẫn có một cái giá trị của nó. Yeah, thì chúng ta đưa ra cũng vậy thôi, luôn luôn đi theo cái định lý đó. Ở đây chúng tôi muốn nhắc nhở đến quý vị, trong gia tộc nào, Thomas cũng là một trong những người ở trong một cái đại gia tộc, cho nên rất là cảm nhận được cái điều đó rất là nhiều. Và cũng mong muốn rằng những người nghèo hay là những người không may mắn được giàu thì họ vẫn có cái quyền của họ nghĩ về gia tộc. Cho nên chúng ta không nên vì một cái điều đó mà chúng tôi xa lánh đi cái gia tộc, thì có nghĩa là tự mình là mất đi một cái ngộ, một cái duyên cùng với một cái gia tộc mà như anh Hồng Dũng đã nói từ đầu. Chúng ta không dễ gì trở thành những người thân, trở thành những bạn hữu. Cho nên điều đó hết sức là trân quý. Đừng có vì bất cứ một cái đánh giá trên cái đồng tiền hay gì đó, chúng ta đánh mất đi một cái duyên, một cái ngộ mà thật sự chúng ta đáng có, phải không anh? Cái điều này tôi rất là tâm đắc với anh Thomas ở cái điểm là cái điều này nó cứ nó xả ra ngoài, nhất là trong gia tộc, trong họ hàng. Có những người họ có những cái mặc cảm tự ti, mà cái mặc cảm tự ti là tự giết mình, chứ không phải là một cái điểm gì tốt đâu. Yeah. Thực tế mà nói đó thì cái sự giàu có hay là cái sự nghèo nàn nó tùy theo cái phước phần của mỗi người. Nhưng mà con người của chúng ta đó thường thường lấy cái nghèo của chúng ta trở thành một cái điểm chính, mà chúng ta lại ngại ngùng đi tới những cái nơi dỗ chợp hay là hội họp. Bởi vì nó có nhiều cái cách để mà cho lắm. Cái vấn đề mà chúng ta có tiền của thì chúng ta cho, đó là cái chuyện rất là bình thường. Yeah. Nếu chúng ta không có tiền của đó thì chúng ta cũng có thể tới phụ giúp vào đó để mà chúng ta làm những cái công việc người ta gọi là công quả. Yeah. Và nếu chúng ta cũng không có đủ cái chuyện đó thì chúng ta hoan hỷ, gọi là tùy hỷ với cái mà người ta cho. Thì cái phước phần nó ngang nhau, cái phước phần nó ngang nhau. Ví dụ như là hai anh em ruột, nhưng mà ông anh ông có tiền ông cho, mà ông em không có tiền nhưng mà ông thấy ông anh cho ông rất là vui. Yeah. Bởi vì ông đã làm được một cái phước hạnh cho những người khác, thì cái điều đó, cái công quả của cái phước lành đó hai người đều ngang nhau, chứ không phải là không. Cho nên vấn đề chính yếu mà anh Thomas đưa ra là chúng tôi nghĩ rằng cần phải xóa bỏ cái tự ti mặc cảm. Bởi vì trên đời này đó không có ai chấp nê, không có ai có chuyện. Ví dụ như là người nghèo, mình nghèo là bởi vì mình không có cái cơ hội, hoặc là mình cũng thiếu những cái phước lành trước đây. Vậy thì mình biết mình nghèo, mình phải nỗ lực thành tâm để cho nó có thể có được một cái phước lành mai sau. Chứ không có tội vạ gì mà mình phải coi thường mình. Đúng bởi rồi. Vì con người trên đời này đó nó rất là bình đẳng. Con người trên đời này nó có giá trị ngang nhau. Có điều là tự mình hạ thấp cái giá trị của mình không tự tin với bản thân của mình, cho nên lúc nào mình cũng nghĩ tôi nghèo, tôi xấu. Đó là cái kiểu mà ở nhà quê họ cứ nghĩ như vậy đó. Thực tế mà nói cái điều này nó xảy ra có. Cho nên đó, chúng ta nên phá vỡ cái tư tưởng là dĩ nhiên mình nghèo, mình không có đủ điều kiện như người khác, thì mình tới mình tham dự với người ta cũng là một cái sự góp phần rất vui. Nếu không nữa thì mình rửa chén, mình dọn dẹp, hay là mình lau nhà, hay là mình hỗ trợ, mình tiếp khách, đó cũng là một cái công vậy, tại sao là không. Còn nếu không được, mình ngồi đó nhưng mà mình thấy người ta cho mình rất là vui. Bởi vì thay vì cái gia tộc của mình nó chỉ có đến nhiêu, bây giờ nhiều người tới đóng góp thì dạ, mình vui quá đi chứ. Cái đó cũng là cái gia tộc của mình. Như vậy thì cái công đức đó, cái phước đức đó nó đều bình đẳng như nhau. Chứ còn nếu không, quý vị cứ nghĩ rằng tôi xấu, tôi nghèo, tôi đói, tôi không có áo quần đẹp thì thôi tôi không có tới. Mất đi một cái duyên, dạ, mất đi một cái cơ hội. Đó là cái điều do quý vị chứ không ai. À đúng vậy đó thưa quý vị, cho nên trong cái chương trình Duyên và Ngộ này, chúng tôi cũng muốn phân tích sâu hơn vào những cái phần, dù rằng thời gian của chúng tôi không có nhiều, nhưng đây là những cái điểm mà có lẽ là nó xảy ra gần như tộc họ nào, gia đình nào cũng có cả. Cho nên chúng ta đừng bao giờ canh ke cái chuyện đó để rồi mình tự đánh mất đi những cái tình thương mà đúng ra mình đáng được nhận. Thật ra người ta không nghĩ vậy đâu quý vị. Người ta cho tiền, ta không nghĩ, ta khinh khi quý vị đâu. Nhưng tại vì chính mình tự ti rồi tự mình tạo ra, mình nói ồ cái ông nghĩ vậy thôi. Chứ thật ra họ không có nghĩ nha quý vị. Họ cho là họ biết rằng là cái này nó sẽ cho cả cái gia tộc, trong đó có cả họ và cả quý vị. Cho nên họ vui lắm. Họ không có nghĩ rằng ồ, giống như là quý vị không phải là người xứng đáng để nhận cái này. Quý vị nghèo quá, đừng có nghĩ như vậy. Chúng ta tự đánh mất như anh Hồng Dũng vừa nói đó quý vị. Cố gắng, đây cũng là một trong những cái điểm mà có lẽ nó xảy ra hàng ngày trong gia tộc, trong gia đình. Thì chúng ta nên cố gắng chia sẻ những cái tư duy này của chúng tôi để đến, thứ nhất, giải tỏa những người nghèo trong gia tộc, cũng như quý vị
truyền cái cảm hứng này để làm sao để tạo nên một cái sự đoàn kết, một cái sự thương yêu nhau. Mình không có level, không có phân cấp nghèo giàu được. Bởi vì sao? Con người, cái nghèo không phải là cái tội nha quý vị. Quý vị nghèo, quý vị vẫn thương yêu mọi người, quý vị vẫn thương yêu những con thú vật cưng trong gia đình, quý vị vẫn thương yêu từng cây cỏ, từng cái chung quanh của quý vị, thì quý vị cũng rất là đáng sống. Đâu phải là quý vị giàu mới làm được chuyện đó đâu, đúng không quý vị? Giàu thì họ có thể mua chiếc xe mới, nhà cao, nhưng cái chuyện quý vị làm nó cũng là tốt vậy. Cho nên giữa hai cái vấn đề đó chúng ta phải biết tách biệt nó ra. Ai cũng muốn làm giàu cả, nhưng cái phần tư duy và tâm linh con người chúng ta phải biết tách nó ra. Để sao? Để chúng ta phải hiểu được chúng ta đang ở trong một cái hiện tại như thế nào, để chúng ta không bị mặc cảm, không bị tự ti. Điều đó nó đánh chết quý vị, mà không riêng gì quý vị. Quý vị là đàn ông thì quý vị sẽ mang cái điều đó cho vợ, cho con nữa. Cho nên nó sẽ có một cái sự dây chuyền làm đi cho cái gia đình, chính bản thân mình buồn, cả cái gia đình nó cũng rất là bất hạnh. Bởi vì chính quý vị là người đưa cái mặc cảm tự ti đó ra quá lớn. Thì thời gian của chúng tôi không có nhiều. Trong cái phần này chúng tôi sẽ tiếp tục nói với quý vị rất là nhiều, bởi vì cái chủ đề duyên và ngộ này chắc chắn rằng nó còn nhiều lắm. Cái phần thứ ba cũng là cái phần trọng tâm trong cái bữa nói chuyện hôm nay của chúng tôi, thì chúng tôi muốn nói đến một điều. Quý vị muốn có một cái duyên lành, hay là quý vị muốn có một cái ngộ tốt đó, một cái sự nhận ra được liền đó, thì cái tâm và cái ý để chúng ta hành trang cho chuẩn bị đón cái duyên đó và chuẩn bị ngộ ra cái điều đó, thì cái chữ tâm và ý ở đây nó hết sức là quan trọng. Thì anh Hồng Dũng có thể chia sẻ một cái phần tâm và ý thế nào để mình được những cái duyên lành đi anh? Dạ vâng, thật ra đó thì thưa với quý vị, nói về tâm ý đó thì chúng ta nói trong cái sự thông thường đó, người ta nói là cái cõi lòng, mà cái cõi lòng theo cái tiếng của dân gian. Nhưng mà cái cõi lòng đó là một cái sự tổng hợp của năm cái giác quan cộng với những cái ý thức để nó trở thành một cái hiện thực của cái tâm mình. Và người ta nói rằng cái tâm lành có nghĩa rằng nó phải đầy đủ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, mình nhìn thấy, rung động với cái ý thức để mình tạo dựng cái công việc đó nó đúng với cái tâm ý, tức là nó đúng với con mắt của mình, nó đúng với mũi của mình, nó đúng với tất cả những cái tổng hợp của ngũ căn và ngũ lực. Thành thử ra khi nói đến tâm ý đó thì quý vị biết rằng đây là một cái sự tổng hợp trong cái tầm nhìn. Ví dụ như là người ta nói rằng nghèo, như hồi nãy giờ anh Thomas vừa đưa ra nhé, thì khi mình gọi là cái chữ nghèo đó, tự nhiên mình phải ý thức rằng nghèo là như thế nào. Bởi vì đó, con người của chúng ta cứ nghĩ đơn giản nghèo là không có tiền. Nhưng mà thật sự không có tiền nó chỉ là một trong những vấn đề của phương tiện cuộc sống. Còn nghèo đó thì nó có nhiều cái vấn đề lắm. Mà giàu nó cũng có nhiều vấn đề lắm. Ví dụ người đó nghèo vì không có tiền, nhưng mà họ có thể giàu về cái nhân cách. Họ giàu về cái trí tuệ, họ giàu về cái tình cảm, họ giàu về nụ cười, họ giàu vì những cái công việc mà con người khác không có. Cho nên cái điều đó nó không có định nghĩa là mình căn cứ vào một cái vấn đề mà mình cho đó là mình nghèo. Cho nên khi nói đến cái tâm ý có nghĩa rằng cái tâm nó dẫn đầu các pháp, tức là cái sự suy tư của con người đó nó chủ động, do đó đó nó sẽ tạo nên cái duyên nghiệp bằng cái nghiệp của mình. Mà cái nghiệp mà nó được tạo ra đó là bởi vì do thân, do cái miệng và do cái ý của mình. Thân, khẩu và ý. Khi cái ý của mình nó suy nghĩ như vậy, cái miệng mình ra nói ra như vậy, và cái hành động của mình nó làm ra như vậy, thì nó sẽ tạo ra cái duyên. Vậy thì mình biết rằng cái thiện nghiệp nó cũng do cái sự phát xuất từ tâm và khẩu và ý. Thì bây giờ tâm á, mình phải làm thế nào để mình bớt đi những cái tham lam, sân hận và kiêu căng. Cái miệng của mình á, mình biết rằng cái miệng của mình nó tạo ra cái nghiệp, mình phải tạo cái duyên lành. Thì thay vì mình cái miệng thường thường dối trá, lừa gạt, ác khẩu, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, thì bây giờ mình phải nói những cái lời yêu thương, mình phải nói ra cái lời từ ái, mình phải làm những cái hành động hết sức là tốt đẹp. Đó là cái miệng. Còn nếu mà cái thân này đó, thì dĩ nhiên là thân nó có nhiều cái phạm lắm. Mà nếu mình làm những cái điều ác, giống như là mình sát sanh là một cái điều phạm.
Nếu là mình ăn cắp là một cái điều phạm, mình tà dâm là một cái điều phạm. Vậy thì bây giờ thay vì mình làm những cái chuyện đó thì mình phải kích những cái hợp đó để mình tạo ra, thay vì mình sát sanh thì mình phải làm cái chuyện bố thí, mình làm cho những người khác được vui vẻ, mình làm cho tất cả quả ấy. Rồi thay vì mình ăn cướp thì mình có thể san sẻ cái của mình để cho mọi người cùng với nhau. Hoặc là san sẻ không phải là lấy tiền lấy bạc của mình có, mà mình có thể san sẻ bằng cái tâm ý của mình, bằng những lời yêu thương của mình, bằng những cái sự từ ái của mình, bằng cái sự hỗ trợ của mình. Và dĩ nhiên thay vì là một con người luôn luôn tìm mọi cách để mà hãm hiếp người ta, để mà tà dâm, thì bây giờ mình phải có những cái lòng yêu thương để mà mình thấy mọi người giống như chúng ta, để mình trân trọng với nhau, thì cái điều đó nó tạo nên cái duyên tốt đẹp hơn trong cái cuộc sống của mình. Cảm ơn anh Hồng Dũng. Cho nên chúng tôi trở lại cái hai cái chữ duyên và ngộ. Muốn được cái điều đó thì cái chữ tâm và ý thật ra nó là đi sâu cùng, nhưng nó lại là một cái nền tảng. Mà cái tâm và ý như anh Hồng Dũng vừa chia sẻ đó, quý vị không thể nào một ngày một bữa là có, mà chúng ta sẽ tự tạo cho bản thân mình. Như chúng tôi đã nói nhiều cái video là những clip chia sẻ trước về cái tâm tịnh, cái thân nó mới lạc, quý vị. Thì đó cũng là những cái mà chúng ta nên từng ngày từng giờ chúng ta cố gắng tích lũy cho bản thân. Đương nhiên cũng có những quý vị đang rất là có những cái tâm ý hết sức là tốt đẹp, hết sức là dễ thương, nhưng cũng có những quý vị đang có những cái tâm ý vì bất cứ một cái hoàn cảnh nào đó mà đã đem đến cho quý vị có những cái tâm ý khắc khe, khắc nghiệt với xã hội, với con người. Thì tất cả nó vẫn chưa là muộn nha quý vị. Khi chúng ta nhìn lại được điều đó, chúng ta ngộ nhận ra để tìm một cái duyên lành, thì chúng ta cần phải chuẩn bị tâm và ý. Đó là một trong những cái điều mà chắc chắn rằng khi quý vị liên nghĩ lại thì ba cái điều này, duyên, ngộ, tâm và ý, nó sẽ là một cái vòng tròn. Cho nên chúng ta cần phải làm như thế nào, thì hy vọng rằng trong cái chương trình live show này sẽ mang đến cho quý vị những cái khái niệm, cũng như những cái suy nghĩ, cũng như những cái cách nhìn lại bản thân để chúng ta sửa đổi, như những cái chủ đề mà tu tập anh em chúng tôi đã nói những lần trước. Thì nếu như quý vị có những thắc mắc về những cái phần nó có liên quan, quý vị có thể trở ngược lại cái trang báo Thương mại và Đời sống VN Media 2020 của chúng tôi. Quý vị có thể vào trong cái live show Ăn Chay Ăn Ngay để quý vị có thể chia sẻ lại những cái video mà anh em chúng tôi đã làm hơn một năm nay. Dạ vâng. Và thời gian của chúng tôi không còn nữa. Với chủ đề này chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị trong lần tới. Thì để kết thúc chương trình, mời anh Hồng Dũng kết thúc trong cái chương trình này và chào quý khán giả đi anh. Dạ vâng, cũng rất là hạnh phúc khi được tâm sự cũng như là chia sẻ cùng tất cả quý vị. Hy vọng quý vị xem xong cái thước phim này thì quý vị sẽ cùng với chúng tôi cố gắng mỗi ngày chúng ta tâm niệm hãy làm một điều gì đó cho nó thật là tốt đẹp để chúng ta tặng cho cuộc đời này. Ít ra là một nụ cười để tặng cho cuộc đời này. Cảm ơn Hồng Dũng, lời kết thúc của anh hết sức là tuyệt vời. Đó cũng là một trong những cái tâm ý mà anh em chúng tôi muốn mang đến cho quý vị, những cái tình yêu thương, cũng như quý vị sẽ có những ngày thật là vui, đừng bao giờ chán nản, cũng như đừng bao giờ bỏ cuộc cả nha quý vị. Cái gì quý vị muốn đến thì quý vị phải hiểu cần làm cái gì. Thì đó cũng là những cái chia sẻ mà anh em chúng tôi muốn mang đến cho quý vị. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi rất mong muốn quý vị có một cái sức khỏe thật là tốt. Thì nhớ cái chủ đề của chúng tôi là ăn chay ăn ngay đó nha quý vị. Ăn chay cũng là một trong những cái cách giữ gìn sức khỏe. Hy vọng rằng nó cũng không đi lạc ra khỏi cái vấn đề này. Khi quý vị có sức khỏe thì quý vị sẽ có nhiều niềm vui. Quý vị có nhiều niềm vui, quý vị sẽ luôn luôn cười. Và cái đó mang đến cho mọi người những nụ cười của cảm nhận từ quý vị. Và một lần nữa chúng tôi rất mong muốn quý vị luôn mạnh khỏe, thương yêu nhau, nhất là những người chung quanh của chúng ta. Hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình lần tới. Xin cảm ơn.